144 Ngày 144 Hãy nghe và nhắc lại cách nói Bây giờ đã 5 giờ rưỡi rồi Hiện tại ý chinh Tại Ý Ủ L Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung Một hai câu thôi Y làng, chú ý, ý Chỗ nào nào cái địa phương Chính là chị ấy dạy đấy. Chịu sửa tha cháu đó. Người Hà Nội đại bộ phận đều. Hớn nẻ rắn bộ phận đâu. Nhất định khác rồi đúng không? ý định khửa là bà Đã là bạn bè既然是朋友 gọi đồ tiền tung chỉ mình thường đến tiệm này đọc sách tự học 我常来这家店看书自习。có hợp khẩu vị của bạn hay không? 合不合你的口味？v ừ cơm chưa？刚吃午饭。mở c khai công sư ở bên ngoài tại ngoài miền tiểu dương Chào chị gái ruột xin chị ấy bảo mình buổi tối đi 他叫我晚上去。几根？只要。đ n g ư ờ i bản địa，连本地人。m ì n 我明白。đại học ngoại ngữ hà nội。 河内外语大学，苏明月的，帮我练习。陆哪姑欢迎，随时欢迎。没回来，这几天，搞得在行李。 还在箱子里。龙叔，对了，đã năm g i 已经五点半了。